Đây là đội hình ra sân của chủ nhà Bình Định trong trận đấu ngày hôm nay, thủ môn số 23 Vũ Tuyên Quang. Huấn luyện viên trưởng của chủ nhà Bình Định là ông Nguyễn Đức Thắng. Trong khi đó đây là đội hình ra sân của xi măng Phico Tây Ninh. Và họ sẽ là những người ra bóng trước với trang phục màu vàng. Trong khi đó thì Bình Định ra sân với trang phục quen thuộc màu cam. Hiệp 1 đã bắt đầu. Đây là ông Nguyễn Đức Thắng, huấn luyện viên trưởng của Bình Định, cựu cầu thủ của Thế Công, người từng có rất nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng tại V-League như Sài Gòn, Thanh Hóa. Hoàng Sơn đánh đầu không vào. Một tình huống tấn công khá hay của Bình Định. Người đánh đầu có lẽ là Thanh Phong. Đúng như vậy. Tiền đạo sinh năm 1996 vừa có một cú đánh đầu khá nguy hiểm sau đường tạt bóng của Hoàng Sơn. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã thuộc về đội chủ nhà. Đánh đầu không được. Một đường tạt bóng khá nguy hiểm. Bình Định đang thi đấu khá hưng phấn trong những phút vừa qua. Và sau trong những trận đấu không tốt trong thời gian vừa qua thì đội bóng này đã thay thế huấn luyện viên trưởng. Thôi! 1-0 cho Bình Định và ghi bàn đó là Hoàng Sơn. Ở cú đánh đầu thứ hai thì Bình Định đã làm nên chuyện với bàn thắng mở tỷ số vừa rồi của cầu thủ được trưởng thành từ lò tạo của Viettel. Người ghi bàn đó là Trần Hoàng Sơn. Chúng ta cùng xem lại pha lập công này. Người tạt bóng đó là Hữu Thắng. Hai cầu thủ Viettel phối hợp với nhau. Họ đang thi đấu cho Bình Định theo bản đồng cho mượn. Lương Văn Kỳ đã không thể phá được bóng sau đường tạt vừa rồi của Hữu Thắng. Và bóng đến đúng vị trí của Hoàng Sơn. Mặc dù đó không phải là một tình huống đánh đầu chính xác. Đường chuyền của Văn Thắng. Thôi, không được. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho Bình Định. Thêm một đường tạt bóng rất hay nữa của Hữu Thắng. Và người dứt điểm đó là Văn Điều. Hữu Thắng đang thi đấu rất xông xáo, di chuyển rộng và liên tiếp đưa ra những đường chuyền hết sức nguy hiểm, cho thấy sự quan sát của tiền vệ này. Bóng đã đi hơi cao. Đường chuyền khá hay của Văn Nam. Thành Phong không được. Đây là cơ hội thứ ba dành cho chân sút sinh năm 1996 này. Vẫn là những cú dứt điểm thiếu chính xác của Thanh Phong. Một đường chuyền bóng rất hay của Phạm Văn Nam. Bóng đã khẽ chạm tay thủ môn Minh Toàn. Rất cố gắng. Quốc Thắng. Đó dường như đó là cú sút của Quốc Thắng thay vì đường chuyền. Lương Quốc Thắng là một trong những công thần của bóng đá Tây Ninh. Rất chính xác, Thanh Phong. Phát hiệu. Một cú sút lập bập của Văn Hiếu. Và thủ môn Mạnh Toàn cũng đã phải mất 2 nhịp để có thể khống chế bóng. Bùi Văn Hiếu là cầu thủ thuận chân phải. Vừa rồi đó là một cú sút trái kèo của anh. Văn Nam không được. Đó là khả năng mà chúng tôi đã nhắc tới, những cú sút phạt của Văn Nam. Nhưng vừa rồi đó là một cú sút phạt ở khoảng cách
hơi xa, nhưng bóng đã đi cũng rất khó chịu đối với thủ môn Mạnh Toàn. Việc có thể đá được vị trí hậu vệ cánh trái thì anh cũng có thể đá được vị trí trung vệ. Dứt điểm. Cú sút vừa rồi là của Văn Đức. Vẫn là những cú đá phạt quen thuộc của Lâm Quốc Thắng. Dứt điểm. Hữu Thắng đường chuyền chân trái rất thoáng, pha đỡ bóng không tốt của Văn Điều nhưng vẫn nguy hiểm. Một pha đỡ bóng khiến cho bóng trôi đi. Nếu bóng đi vào khung thành vừa rồi thì có lẽ đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ nhà. Xuân Quý khá nguy hiểm. Không được. Và như vậy là tỷ số đã được cân bằng. Không, bàn thắng đã không được công nhận. Lỗi việt vị của các cầu thủ áo vàng. Tây Ninh đang phản ứng rất quyết liệt với những quyết định của tổ trọng tài chính. Chúng ta cần phải xem lại tình huống quay chậm. Bên ngoài đường pit thì ban luyện cũng như các trợ lý của huấn luyện viên Hoàng Hải Dương cũng đang có những phân trần với trọng tài thứ tư, ông Ngô Đức Việt. Chúng ta cùng xem lại cú đá phạt góc này. Đối đấm bóng hụt của thủ thành Vũ Tiên Quang. Có vẻ như chưa có lỗi việt vị của xi măng Phi Cô Tây Ninh. Nhưng bàn thắng đã không được công nhận. Khá nguy hiểm. Tưởng như đó là một pha bóng đơn giản dành cho thủ môn Minh Toàn. Thủ thành số 1 bên phía Tây Ninh có phần chủ quan trong tình huống sút bóng vừa rồi của Hữu Thắng. Bóng đập đất và khiến cho quỹ đạo bay dư âm sau tình huống phạm lỗi của Mai Thanh Nam. Khá nguy hiểm. Quả phạt góc tiếp theo dành cho xi măng Phi Cô Tây Ninh. Văn Đức cho rằng bóng đã chạm vào tay của một cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Những cú đá phạt bằng chân trái hết sức khó chịu của Lương Quốc Thắng. Bóng. Dứt điểm. Không được. Cú sút của Huỳnh Văn Thành. Pha dứt điểm đầu tiên của Văn Thành kể khi được tung vào sân. Huỳnh Văn Thành từng là vua phá lưới của dạng nhất. Tuy nhiên Văn Thành có một yếu điểm, đó chính là thể hình. Đường chuyền của Huy Tân. Xuân Quý. Thành Lâm. Chuyền ra. Văn Đức. Không được. Một pha tấn công rất hay của xi măng Phi Cô Tây Ninh. Do vậy nó đã kết thúc với cú sút không chính xác của Văn Đức. Một pha đi bóng lất léo truyền ra hợp lý của Thanh Lâm. Do vậy thì trước sự cản phá quyết liệt của hậu vệ bên phía Bình Định, Văn Đức đã không thể có được bàn thắng gỡ hòa cho Tây Ninh. Môn Tuyên Quang đang không thi đấu tốt trong những phút vừa qua.
Thanh Lâm đã vượt qua được Viết Chiều. Dứt điểm khá nguy hiểm, bóng đã chạm vào Lương Văn Kỳ. May mắn vẫn chưa mỉm cười với Tây Ninh. Văn Đức, Tuyên Quang đã đâm bóng an toàn. Sau đó là pha khống chế bóng không thành công của Cao Danh. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.